tôi còn đây. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Đằng sau lưng của con này, các bà đang chuẩn bị phần ăn sáng cho các gia đình nghèo. Hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 5, tháng hoa kính thức mẹ. Nên là chúng con, cái Chủ nhật đầu tháng là chúng con ngoài việc phát ra phần ăn sáng, chúng con còn là phát gạo, phát quà cho các người nghèo nữa đó nè. Cho cộng đoàn xem nghe. Ông đi, phỏng vấn ông đi. Ông ơi, ông có nói gì với mấy người, cái này không phải của con nghe, cái này là của người ta, con chỉ là người chuyển thôi. Ông có nói lời, vâng, ông có lời cảm ơn ai? Dạ, trên xin với cha, đức cha ủng hộ cho con nghèo, vì còn chúng con còn nhiều người khổ cái nhở, thì cảm ơn hết cho ban ngành đoàn thể của cha và các cô vụ mà vận động cha bên mặt trận bên ngoài cha mà vận động cho cái này là đạo đức chúng dân chúng sinh lắm, cảm ơn cha. Hôm trước hình như ông có xin cái xe lăn hả? Có xe lăn hôm đầu bị gì, bên đây có nhà tài trợ có cúng đinh mình á, cô thủy đó thì đưa đây xe kia đưa cha đưa chuyển về bển bên thông bé cho người bên thông bé đường nhau có nhu cầu nào thì cứ xin nha. Dạ, thưa cha. Kính thưa quý vị anh nhân, ông đây, ông ngồi trên xe lăn này đó. Thay mặt cho tất cả những người nhận quà, cảm ơn quý vị ân nhân nha. Cái này là con chỉ là người chuyển dùm thôi. Rồi, cảm ơn ông nha. Cảm ơn cha. Dạ. Rồi, chuẩn bị phát chưa cho mình, cho bà con về nè. Rồi, chúng ta cảm ơn những người đã giúp chúng ta nha. Rồi, hàng tháng thì chúng ta có quà nhé. Rồi, bây giờ của ai người lấy đi. Có ai người lấy đi thì tháng sau lấy tiếp. Ai khám bệnh thì khám bệnh nghe. Kêu người nhà. Không bê nổi kêu người nhà phụ. À, không bê nổi cứ đứng tại chỗ. Có các ông phụ nè. Đây chúng còn phát theo kiểu Campuchia. Tức là trên 100 phần thì cứ để trên ghế này đó. Đây có gạo mì tôm nè. Mì tôm nè. Ông ơi phụ hầu. Có khám đây. Có khám bệnh. Nhưng mà nó hỏi bác tiên, mình đâu có để ý được đâu. Thôi cứ đợi chút đi. Rồi ai đến sau lấy sau. Lúc trước thì chúng con bê từng phần nữa mà bê gì nổi. Hai phần đấy đây, cơ sở bác ái của chúng con này. Có các bác sĩ hôm nay là có các bác sĩ khám bệnh nữa nghe. Ghê lắm. Đây, khám bệnh đây. Chào bác sĩ. Con chỉ mong là giúp được cho người nghèo cái gì là con vui. Thực sự thì cũng chẳng phải con. Này, con trung chuyển thôi. Thuốc này. Con là trung chuyển thôi. Đây, khám bệnh. Đâu cũng cứ mỗi tháng thì các bác sĩ ở Sài Gòn về, các bác sĩ ở Sài Gòn về khám phát thuốc miễn phí, hay không? Tuyệt vời luôn, nó thật sự thì có nhiều người tốt lắm nè. Có nhiều người tốt lắm. Khám bệnh đi. Các ca bệnh nhân đang chờ khám bệnh, ai khám cũng được. Vui lắm, rất là vui. Chúng con để cái chữ phúc thay anh xót thương người, họ sẽ được tin Chúa xót thương. Chúng con sẽ hết lòng xót thương người khác, người nghèo chứ. Chỉ mong Chúa xót thương mình. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em nè. Đầu tháng 5 nè, chúng ta đừng quên nha, dâng cho Đức Mẹ một bông hoa, nhất là bông hoa bác ái. Đây, bông hoa bác ái đây. Một phần nè. Sáng nay ăn gì vậy? Bánh ướt chả. Bánh ướt chả hả? Dạ. Một phần này là giá nhiêu? 10 ngàn không? 20 ngàn chứ hả? Làm gì mắc dữ vậy? 15 ngàn. 15 ngàn nè, đã một bông hoa của chúng con là 15 ngàn nha.
tôi cứ phải bút to, hơi to hả? Mấy bà bảo cha hơi mập. Không, cha mập cho đẹp. Bây giờ mẹ kiêng ăn rồi. Đâu đưa đây, anh nhân đây. Đây, những vị ân nhân của chúng ta. À, ngoài những vị ân nhân mà âm thầm thì chúng con cũng có những cái vị ân nhân này nha. Đọc theo công đoạn nghe nha. Huynh đoàn Từ Đạo 2 triệu. Huynh đoàn Martino 1 triệu. Anh chị Phú Như 1 triệu. Ông bà Hộ 500. Anh chị Tri 500. Anh chị Sương 500. Anh chị Thủy Giang 500. Anh chị Khoa 500, anh chị Bá 500, chị Loan 500, anh chị Thu 400, anh chị Trong 400, anh chị Tú 300, anh chị Miến 300, chị Ngân 200, chị Hồng 200. Các vị ủng hộ lương thực, ông bà Hàn 80kg bún, ông bà Trụ 100kg bánh ướt, anh chị Nhung 240 trứng gà, không có trứng nào bể hết. Ông bà Hộ 10kg giò, ông bà Quang 3kg giò, chị Hương 50kg bún, ông bà Tám 20kg bún, chị Trâm 2 thùng dầu, chị Xá là rau củ quả. À, chúng con thực sự đây là những ân nhân gọi là thường xuyên này, tháng nào cũng có, tháng nào cũng có. Rồi thêm cả những ân nhân khác cũng như là ân nhân gửi tiền về cho con nữa, để chúng ta luôn luôn là có những phần ăn rồi phần quà hàng tháng cho các người nghèo ở Châu Thành Tây Ninh này, cũng như là những phần quà bên Campuchia, các sơ. Con cũng đã thông báo đến tất cả quý ông bà anh chị em đó, trong tháng 5 này là bên Campuchia thì chúng ta sẽ giúp cho quý sơ làm một cái giếng nước sạch cho một cái làng người nghèo, cũng như là làm một căn nhà tình thương. Đó là bên đấy là các sơ sẽ lo. Còn rồi, ở biên giới thì chúng con vẫn luôn luôn là thứ sáu, thứ nhật là phát phần ăn. Rồi đầu tháng thì chúng con phát các phần quà. Các bà làm như thế này để hỏi bà chụp hình cho anh. Mấy bà làm như thế này có mệt không? Không cha. Làm cho các bà ăn thì không có mệt. Mấy bà nói chung là mà không bộ không mệt thì cũng không phải, nhưng mà có mệt nhưng mà nó vui. Cứ làm đi, phúc thay ai xót thương người họ sẽ được xin chút xót thương đó. Các bà những đôi tay phanh phắt. Nói chung là người ta cứ đến tập trung lúc 8 giờ, nhưng mà sau đó thì họ cứ từ từ họ đến. Cơ sở của chúng con thì nhiều dừa lắm. Nó là cái vườn dừa, ngày xưa nó là cái vườn dừa. Chúng con giữ nguyên lại để cho nó mát. Và nơi đây chúng con cũng đang cưu mang các cụ neo đơn. Trong năm vừa qua thì chúng con đã được 3 cụ về trời rồi. Ba cụ về trời thì chắc chắn là sẽ cầu nguyện cho chúng con rất là nhiều. Rồi, con xin chia sẻ một chút cho quý ông bà và anh chị em nghe. Chúng ta đây gạo đây chú ạ. Đó, đây là hoa hậu của chúng con. Chú đeo đây gạo đây chú. Qua đây gạo đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đây con chia sẻ một chút nghe. Bây giờ con kết thúc nghe. Sáng nay thì buổi sáng chủ nhật thì con dẫn đến đây là số